Đây là bếp chữa. Trốn vậy ba. Đây là trưởng lao công. Anh ta rất là siêng năng. Lao công, lao công. Nhìn cái mặt xíu coi. Đang là rửa thau đó mà. Đây là chủ nhà. Ngầu quá đi. Sắp tới chính là cái món mà không thể nào nướng được. Yeah.
chủ đầu bếp nè, giới thiệu cho mọi người đi chứ. Rồi ra ngoài. Ôi con chó. Tao không có quay mày đâu. Tay luôn. Thank you.